Trưa ngày 28 tháng 10 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kết thúc phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tú, 28 tuổi, mức án 7 năm tù về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, Tú bỏ vợ ra Đà Nẵng thuê phòng trọ sống như vợ chồng với người yêu tên Hương và cùng Hương đi cướp giật. Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2018, Tú và Hương gây ra 20 vụ cướp giật chủ yếu nhắm vào du khách nước ngoài, trẻ em, phụ nữ lớn tuổi, nữ sinh viên tại khu vực biển Đà Nẵng thuộc các quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ mới xác định được 9 bị hại với tài sản bị cướp giật trị giá hơn 51 triệu đồng. Đáng nói, ngày 17 tháng 11 năm 2018, Tú phóng xe chở Hương cướp giật của bé gái 14 tuổi trên đường Võ Nguyên Giáp thì bị cha em này truy đuổi. Tú ngăn cản chấp nhận bị bắt để Hương chạy thoát. Trong suốt quá trình điều tra, tướng cướp si tình này bao che người yêu tên Hương đến cùng, quyết không khai đồng phạm, nhận tội một mình.